Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách pha chế bộ bữa ăn sáng hạnh phúc này được không ạ? Thì đây là một protein mà hộp này thì có 45 muỗng, tôi vừa giới thiệu rồi đúng không ạ? Thì đây là một cái vỏ hộp, thì chúng ta sẽ san sang bên này là 22,5 muỗng. Còn đây là một bulgogi thì có 14 gói, thì chúng ta sẽ chia 7 gói sang hộp này và 7 gói sang hộp này. Và đây là một chất xơ 30 viên, thì chúng ta sẽ xay ra 15 viên cho bên này và 15 viên cho bên này. À, chúng ta đã để lên thành bữa ăn. Sau đó thì tôi sẽ bóc một bút đi kia. Hôm nay là vị sô-cô-la. Hiện tại bây giờ có 3 vị sô-cô-la, vani và cà phê. Đây là 4 món. Đây là 7 gói. Đó, chúng ta rất là phải thôi. Và đây là những là 7 gói đúng không? Bây giờ chúng ta bây giờ là lắp đỉnh anh chị em, thì sẽ mất hơi mất thời gian một chút, không sao, chúng ta sẽ lắp được nhá. Và lúc đó chúng ta sẽ được hai hộp bữa ăn sáng hạnh phúc happy meal đúng không? Đó, rất đơn giản vậy thôi. Anh chị hoàn toàn tất cả chúng ta đều có thể làm được để tạo ra một bữa ăn sáng tốt cho gia đình mình. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt hơn thông qua bữa sáng này.